Cá chiên trắng nước mặn thì thịt nó cực kỳ ngọt nha. Đây là đồ tiếp tế mình mới nhận được từ một cô em rất là dễ thương. Và hôm nay mình sẽ làm món cá chiên trắng hấp bia rất là hấp dẫn. Sẵn có mùi ngò gai thì hôm nay sẽ được trưng dụng để làm món hấp này nha. Thì ở đây gia vị mình cần chuẩn bị là ít gừng thái nhỏ này, sả và hành lá. Sau đó thì mình sẽ cắt hết tất cả những cái loại rau và thái thêm ngò gai. Và chúng ta sẽ đem ướp cá với lại các loại rau trên, rau thơm ở trên, và nêm một chút hạt nêm thôi nha, và một chút bột ngọt, chứ không cần nêm nhiều, tại vì thịt của cá nó đã rất là ngọt rồi, cho nên chúng ta cũng không cần thêm nhiều gia vị đâu. Mình chỉ cần thêm một chút hạt nêm để cho nó thấm vào cá thôi. Đó, thì mình ướp, sau đó mình cắt khứa cá ra và ướp cho nó, cho cái gia vị và hạt nêm nó thấm vào khứa cá này. Khoảng chừng 15 đến 30 phút chúng ta ướp cá với những cái gia vị gừng rề khử mùi tanh rất là tốt, và những cái rau thơm. Thêm vào đó thì chúng ta có thể dùng cà rốt tỉa hoa, và có thể là cho thêm nấm rơm hoặc là nấm mèo vào trong cái quá trình chúng ta hấp á, thì vừa là trang trí thêm cho cá có màu sắc, và cũng là để tăng thêm một số những, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà chúng ta có thể là thêm một số thứ như là cà rốt, nấm rơm hoặc là nấm mèo cho vào hấp. Sau khi mà ướp cá xong á, đây là cái tô cá mà mình đã ướp, thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái gừng, hành và những cái sả này xuống dưới đáy nồi để nó đỡ bị cháy nha. Những cái cọng to thì mình sẽ bỏ xuống dưới đáy này để cho nó không bị cháy. Sau đó thì chúng ta bỏ cá. Lúc ướp thì chúng ta sẽ bỏ những cái rau thơm vào trong bụng cá nha. Ta sẽ bỏ cá xuống. Và chúng ta sẽ bỏ thêm cà rốt và nấm mèo lên nhé. Có một số người còn thích ăn miến, người ta bỏ cả miến và hấp luôn, nhưng mà thôi mình chỉ ăn cá thôi, cho nên mình sẽ bỏ như đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ rót bia vào và hấp. Và đây thì mình có ba con tôm biển hấp để cho hai bé nhỏ ăn nhé. Mình sẽ cho cả ba con tôm vào đây hấp. Rồi sau đó mình sẽ rót một lon bia này vào. Sau đó thì mình mở lửa lớn nha, đun sôi trên lửa lớn. Và khi mà sôi thì chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa lại. Đó, sau khi mà cái nồi cá hấp nó đã sôi lên và chúng ta để khoảng chừng một lúc, và chúng ta kiểm tra thì cái tôm này nó đã chín rồi mọi người. Với tôm biển á, thì khi mà chúng ta hấp lên thì nó rất là vàng, cái màu của nó vàng ươm như thế này này. Đó là tôm sú biển nhé. Tôm sú biển thì khi mà chúng ta mua và cấp đông, nó không có bị óp, thịt nó không bị óp và nó vẫn còn rất là dai và thơm ngon nhé. Đó, đây là những con tôm sú. Tôm thì thường nó sẽ chín trước là cá, tại vì nó nhỏ với lại đó, thì chúng ta có thể là gắp con tôm ra trước. Và cá thì chúng ta đun sôi khoảng 8 đến 10 phút nữa là chúng ta sẽ
sẽ kiểm tra cá nhé. Đó, cá thì chúng ta đun sôi khoảng 8 đến 10 phút nữa. Đó thì khi mà cá chín á, thì nó sẽ gần như là cạn hết nước luôn á. Và chúng ta sẽ gắp cá ra và ăn khi nóng nha. Cá ra đĩa và ăn khi còn nóng sẽ rất là ngon đấy. Đó. Gần như là nó cạn hết nước rồi mọi người. À, nếu mà ai không thích cái vị hơi đắng đắng của bia thì chúng ta không nên hấp bia, mà chúng ta đổ một ít nước xăm xắp vào cá và chúng ta hấp giống như là luộc ấy, nhưng mà chỉ là xăm xắp nước thôi á, dạng như hấp mà có nước á, thì nó sẽ ngọt hơn và chúng ta có thể bỏ miến vào nữa thì ăn rất là ngon nha. Nó không bị đắng của cái vị bia đâu. Còn hấp mà dùng bia như thế này á, thì nó sẽ có cái vị đắng của bia. Ai mà không ăn quen thì không nên hấp bia mà nên hấp bằng nước thôi nha. Nước hoặc là nước dừa thì cũng rất là ngon. Và như vậy là chúng ta đã có một cái đĩa cá hấp rất là thơm ngon hấp dẫn rồi đây mọi người. Nếu không có cá chim thì chúng ta có thể hấp bằng cá diêu hồng hoặc là cá chép cũng rất là ngon nha mọi người nha. Và đây là thành phẩm này, món cá chim hấp bia với thịt cá chín đều thơm không tanh, có độ săn chắc hòa quyện với hương thơm từ bia thì rất là vô cùng hấp dẫn đấy mọi người ạ. Chúng ta có thể ăn không, ăn với cơm hoặc cuốn bánh tráng này, bún rau sống, ăn với nước mắm chua cay đều rất là ngon nha. Đó, đó là cái món mà cái thịt cá nó sẽ rất là ngọt, và khi mà hấp ấy, thì nó không có bị mất đi vị ngọt này, và nó sẽ thơm cái mùi cá và thơm mùi bia, không hề còn cái mùi tanh của cá đâu. Cho nên là mọi người hấp thử đi, nhưng mà nó sẽ hơi hơi có một cái vị đắng đắng từ bia đấy. Còn ai mà không thích cái vị của bia thì chúng ta có thể hấp cách thủy nhé. Cách thủy thì nó sẽ không có vị hơi đắng đắng. Còn chúng ta hấp trực tiếp mà đổ bia trực tiếp lên á, thì nó sẽ hơi có cái dư vị là hơi đắng đắng. Đó, đó là cái món cá chim trắng hấp bia hôm nay. Và đây là đây tôm tôm biển này, tôm sú biển này mọi người, mình đã cấp đông cho khoảng 2 tuần nay, do là giãn cách xã hội á, cho nên là mình sẽ đã hấp cấp đông 2 tuần nay, nhưng mà khi bóc ra thì tôm nó vẫn còn rất là chắc nha, không bị bở mọi người ạ. Rất là chắc luôn này. Đó, thì chúng ta có thể mua cái tôm sú biển nhờ với cái size, tùy kích cỡ. Size này mình mua là 20 đến 21 con một ký á, thì nó là 340 một ký nha. Một ký lô là 340 ngàn. Thì khi mà chúng ta cấp đông đã nửa tháng rồi mà cái tôm này nó vẫn còn rất là chắc, thịt nó chắc cực kỳ luôn, rất là dai. Đó, mình mua cho mấy bé nhà mình ăn. Chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe cũng như là có những bữa ăn ấm áp nhất trong mùa dịch này nhé.